Xin kính chào các bạn, các vị. Ở đây là cái chiếc Meizu M3. Mình lại có cơ hội được mở hộp hàng hot ở bên Thăng Long Mobile. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng xem cái sản phẩm điện thoại nối tiếp với M2 thành công ở phân khúc giá dưới 3 triệu này thì nó như thế nào nhá. Hộp thì cũng làm đơn giản thôi, chả có gì nổi bật cho lắm. Đây là chiếc Meizu M3 của mình, phiên bản màu trắng. Mình thích cái bản màu hồng phấn cơ mà không có. Đây là que chọc SIM. Trong hộp đương nhiên sẽ có cục sạc và cũng như là cáp kết nối micro USB. Không có tai nghe, không có cái khí gì. Các bạn nhìn nhà suất này khá là tiết kiệm để đảm bảo cho chi phí ở mức thấp nhất. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nói về cấu hình của nó cái đã, vì đây là điều người dùng quan tâm nhất. Máy sẽ sử dụng màn hình là 5 inch độ phân giải HD bề trên 20p, đương nhiên vẫn phải là màn IPS rồi. Chúng ta có vi xử lý MediaTek là 6750, nghe hơi lạ. Đây là con chip 8 nhân có xung nhịp 1.5G, GPU Mali T860MP2. Đương nhiên là sẽ có 2 hoặc là 3GB RAM tùy theo nhu cầu người sử dụng và tương đương với bộ nhớ trong 16 hoặc là 32GB. Camera chính vẫn là 13MP kèm với khẩu độ f2.2, có khả năng lấy nét theo pha. Camera selfie là 5MP, có khẩu độ lớn hơn là f2.0. Và cuối cùng, đó là chiếc smartphone này sẽ có cục pin dung lượng là 2870mAh. Có thể nói tầm giá tiền này, nhà sản xuất Meizu đang đưa ra một sự lựa chọn rất tuyệt vời. Hãy nói về những cái cải tiến bên ngoài. Meizu M3 nhìn sơ qua thì giống với M2 nhưng khác biệt là nó làm dài, không thêm về chiều ngang nữa. Máy dài hơn và gọn hơn, cầm nắm tay rất thích. Mặt sau thì được vẫn làm bằng phẳng, đây điều mình lo là rất sợ bị trầy vỏ cũng như là trầy cả camera. Đẹp phần lát led kép của nó. Bên cạnh phải sẽ là phím nguồn và tăng giảm âm lượng. Do máy làm dài thành ra là vị trí phím tăng giảm âm lượng đặt hơi cao. Phím nguồn thì bấm rất dễ nhưng phím tăng giảm âm lượng hơi khó thao tác. Mặt trước sẽ là phím home. Và lưu ý cho mình cái chiếc smartphone này thì không đi kèm với cảm biến vân tay. Nhưng mà nhìn sơ qua ai cũng cứ tưởng là cảm biến vân tay nhưng thực ra thì không phải. Nó vẫn là một cái phím back quen thuộc. Vuốt từ dưới lên chúng ta sẽ ra giao diện đa nhiệm và bấm là phím home. Bên cạnh trái là nơi hỗ trợ khai cắm SIM. Và lưu ý cho mình là chiếc máy này cũng hỗ trợ khe thẻ nhớ lên tới 128GB. Bên dưới là cổng sạc, loa ngoài và mic thoại. Bên trên là jack cắm tai nghe 3.5. Con này thì thường là không có mắt hồng ngoại điều khiển từ xa nhỉ. Về màn hình hiển thị, nó là làm cong 2.5D từ viền mép xung quanh. Khi vuốt thì khá tốt, nhưng mà do là một thiết bị giá rẻ vẫn có một sự cấn nhẹ. Do cái phần ốp viền này vẫn làm nhô cao hơn so với màn hình hiển thị. Khi vuốt thì vẫn hơi khó chịu một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Nhưng mà tiền dưới 3 triệu đấy chắc không thể hít thơm hơn được nữa. Và về cái cấu hình thì điểm AnTuTu chấm được trên chiếc máy này cũng cực kỳ đáng khen, là rơi vào sấp xỉ 40.000, với điểm đồ họa 3D là gần 5.000 và điểm CPU là rơi vào khoảng gần 14.000. Đây là toàn những điểm số cao và đáng ngưỡng mộ ở cái tầm tiền của máy đưa ra. Camera vẫn luôn luôn là điểm mạnh của Meizu nếu so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Xiaomi. Thì các máy của Meizu, thứ nhất là có nhiều tùy chọn về camera. Chất lượng chụp ảnh camera cũng tự động thôi là đủ đáp ứng nhu cầu người dùng. Và đặc biệt nó có chế độ manual để có thể chỉnh được nhiều thông số. Tóm chung lại thì chiếc Meizu M3 lại là một sản phẩm smartphone rất đáng mua. Quan trọng là mức giá đưa ra hợp lý để đủ cạnh tranh với lại Xiaomi. Hiện tại thì về Meizu bán ở Việt Nam không mạnh bằng Xiaomi. Nhưng mà mình cho rằng đến một ngày nào đó giá ngon hơn nữa thì chắc chắn là sẽ có thể cạnh tranh được. Vậy các bạn nghĩ sao, Meizu M3 đáng mua hay không? Thử comment và chia sẻ ý kiến. Và cảm ơn Thăng Long Mobile đã cho mượn sản phẩm. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.